Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 4 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Phát triển nền Đông y Hưng Yên xứng danh với quê hương Hải Thượng Lãn Ông. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách trong quý 2. Khó khăn quản lý lao động ngoại tỉnh, nguyên nhân dẫn đến mất an ninh trật tự tại một số địa bàn. Tăng cường quản lý người mắc tâm thần ngoài cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, phát triển hoạt động y dược cổ truyền và hội đông y các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho xứng danh với quê hương của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại cuộc kiểm tra khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương tại tỉnh Hưng Yên sáng nay về việc thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương khóa 10 về phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y Việt Nam trong tình hình mới. Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh làm trưởng đoàn, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp và làm việc với đoàn tại trụ sở tỉnh ủy. Phát huy truyền thống quê hương của đại danh y Lê Hữu Trác, 15 năm qua, tỉnh Hưng Yên quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương khóa 10. Tỉnh hiện có một bệnh viện chuyên khoa về y dược cổ truyền, quy mô 300 giường bệnh, 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 10 trung tâm y tế tuyến huyện đều có khoa y học cổ truyền với trên 540 cán bộ, nhân viên. Hội Đông y được thành lập ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã với gần 900 hội viên. 15 năm qua, có trên 4,2 triệu lượt người được khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, chiếm gần 30% tổng số lượt khám chữa bệnh. 2 triệu lượt người được khám điều trị tại Hội Đông y các cấp, phát triển được 1.500 hectare cây dược liệu, quy hoạch vùng trồng tại 4 huyện, sưu tầm, ứng dụng có hiệu quả nhiều bài thuốc của đại danh y Lê Hữu Trác, 26 bài thuốc gia truyền có giá trị được bàn giao cho Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh, tỉnh luôn nhất quán quan điểm, quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đi đôi với bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng cả y học hiện đại và y học cổ truyền. Đồng chí cũng đề nghị một số vấn đề để nền đông y, hội đông y Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của mình trong tình hình hiện nay. Chúng tôi phải ghi nhận và đánh giá cao sau khi có chỉ thị 24 và kết luận 154 thì thấy rằng cái bức tranh của đông y Hưng Yên chúng ta được nhận diện rõ hơn, nét hơn và đóng góp nhiều hơn cho vấn đề kinh tế xã hội cũng như chăm sóc sức khỏe người dân ở địa phương. Đề nghị là tăng cường đầu tư nhà nước, đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư vào hoạt động phòng bệnh, khám, điều trị và khuyến khích các mô hình hoạt động kinh tế gắn với phát triển y học cổ truyền, với phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế xã hội. Chúng ta cần phải có quy hoạch quốc gia để phát triển nguồn dược liệu. Hưng Yên chúng tôi thì có quy hoạch để có sản phẩm chất lượng cao, ví dụ như nhãn, hoặc là sen, hoặc là nghệ, và hoa cúc, hoặc là cái cây địa liền, hoặc là ví dụ như là sắn dây, là các cơ quan chức năng của Trung ương thì có cái giải pháp hiệu quả để chỉ đạo khắc phục tình trạng là loạn thần y và kiểm soát các sản phẩm đông y đôi lúc bị thổi phồng về giá trị, làm sao chúng ta phải tuyên truyền được đúng thực chất. Và cần quan tâm hơn nữa đến việc kết hợp phát triển song hành giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Tính đặc thù là y học cổ truyền là kế thừa truyền thống, như là cha truyền con nối trong dòng họ, đôi lúc không phát triển được ra ngoài. Thế thì cái đó chúng ta phải bảo tồn thế nào? Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh đánh giá tỉnh Hưng Yên là điểm sáng về thực hiện chỉ thị số 24, thể hiện rõ được kết quả trên tất cả các mặt khám chữa bệnh, tổ chức hệ thống, nuôi trồng, chế biến dược liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực y dược cổ truyền. Nói đến Hưng Yên là nói đến Long Nhãn, nói đến nhãn Hưng Yên. Tuy nhiên, đã đến lúc để chúng ta không chỉ đơn thuần là nguyên liệu. Long Nhãn đi đôi với sản phẩm thuốc, trà an thần thì mới có thể đem lại những cái lợi tức thực sự cho nhân dân. Nhắc đến Hưng Yên là một trong những sản phẩm là sen, những chỉ sen bán đơn thuần nó chỉ nguyên liệu, nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng sen mà gắn liền sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng thì tôi nghĩ đây là những vấn đề mà chúng ta cần đi xa hơn. Chúng ta cần một cái tư duy là sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Thì như thế thì mới thấy cái vai trò đông y là phản biện sản phẩm đầu cuối. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng thông tin hồ sơ đề nghị công nhận Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới đã được trình lên UNESCO và dự kiến trong tháng 4, hội đồng sẽ xem xét để thông qua. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh họp để xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 5 trên 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng.
kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách đạt trên 7.600 tỷ đồng, đạt 33% dự toán năm, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 6.800 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các cơ quan liên quan trên cơ sở góp ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cần bổ sung số liệu cho phù hợp với thực tế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, đồng thời sắp xếp, bố cục lại báo cáo cho hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu. Ngành hải quan cần tăng cường giải pháp thu, kêu gọi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về làm thủ tục hải quan tại tỉnh. Ngành thuế có các biện pháp linh hoạt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để bảo đảm nguồn thu. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu quý 2 và 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho doanh nghiệp để sớm triển khai các dự án đầu tư. Xây dựng các chính sách kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và huy động các nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý. Phát triển sản xuất trồng trọt theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các chương trình dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn. Sau khi mà Ban Thường vụ có thông báo nhất trí chủ trương theo cái chủ trương này về phương án sử dụng cái nguồn vừa thu, thì văn phòng căn cứ đấy thì sẽ giao nhiệm vụ ngay Sở Kế hoạch Tư hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện, chuẩn bị các chủ trương đầu tư, báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. Tiền này ấy là năm nay phải tiêu hết. Riêng cái giải ngân vốn đầu tư công trung hạn thế này, năm nay đến quý 1 chúng ta rất thấp, chỉ có 6% thôi, tức là giải ngân được có 873 tỷ trên tổng số là 12.000 tỷ. Thì họp lý do tại sao, phân tích rõ vào giao nhiệm vụ từng ngành một, không thì như thế này rất là nguy hiểm. Đặc biệt tài chính với kế hoạch tư xem là ngành nào là thấp nhất thì hôm nào họp ủy ban đều kiểm điểm này. Các đồng chí phải đẩy nhanh nó lên. Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa tiến hành khảo sát việc chấp hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 tại tỉnh Hưng Yên. Sự buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua 5 năm triển khai, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã giải quyết xét xử 2.368 vụ việc. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong kỳ báo cáo giám sát, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các thành viên đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Tòa án Nhân dân tỉnh, huyện đã cùng trao đổi, làm rõ một số bất cập, vướng mắc, khó khăn trong công tác chấp hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như thẩm quyền của Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, mô hình tổ chức hành chính tư pháp, trách nhiệm quyền hạn của một số chức danh ở Tòa án Nhân dân cấp huyện, quy định nhiệm kỳ thẩm phán, chế độ chính sách tiền lương và cơ chế đảm bảo an toàn đối với thẩm phán, cán bộ công chức tòa án. Huyện Văn Lâm vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện và sinh viên trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua học tập, giúp các em nhận thức rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, về quá trình hình thành và phát triển, về nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên để xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Đây là năm đầu tiên Văn Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ vải lai chín sớm, vải trứng, nhãn và cam là những sản phẩm chủ lực. Huyện Phù Cừ đã xây dựng 4 vùng chuyên canh tập trung sản xuất theo hướng Việt Gáp. Với 180 hecta trồng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp của 4 vùng chuyên canh, tiêu biểu như thôn Tam Đa, xã Tam Đa trồng vải lai chín sớm với diện tích 90 hecta, thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam với diện tích trồng vải trứng gần 40 hecta, thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa với diện tích trồng cam khoảng trên 20 hecta. Các hộ trồng cây ăn quả theo quy trình Việt Gáp tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: khi bón phân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng phương pháp, tăng cường bón phân hữu cơ; khi vào vụ quả sẽ to, mẫu mã đẹp và bán được giá hơn. Giá trị trên 1 hecta của những vùng chuyên canh trồng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp sẽ cao gấp rưỡi so với vùng sản xuất theo hướng truyền thống. Huyện Phù Cừ giao cho các xã hỗ trợ khoảng 50% tiền giá phân bón cho từng hộ. Mỗi xã phải mở rộng vùng sản xuất theo hướng Việt Gáp từ 5 đến 10 hectare.
15 doanh nghiệp tại 4 xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 có tổng diện tích gần 10 ha, trong đó 2 doanh nghiệp có 100% diện tích phải thu hồi là công ty Việt Trung và nhà máy nước sạch An Sinh. Một số doanh nghiệp có phần lớn diện tích thu hồi cũng phải di chuyển hoặc điều chỉnh tái cơ cấu sản xuất. Được biết, huyện Văn Lâm dự kiến quy hoạch 3 vị trí với diện tích trên 15 ha để phục vụ việc di chuyển các doanh nghiệp. Trong đó, vị trí số 1 tại xã Lạc Đạo có diện tích gần 1,2 ha, vị trí số 2 tại thị trấn Như Quỳnh có diện tích 2,6 ha, vị trí số 3 gần nút giao quốc lộ 5 thuộc xã Lạc Hồng và Trưng Trắc có diện tích gần 12 ha. Tuy nhiên, các vị trí này trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chưa phải là đất dành cho phát triển công nghiệp nên sẽ phải mất thời gian quy trình điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, nằm giáp danh với thủ đô Hà Nội, huyện Văn Giang có tỷ lệ đô thị hóa cao, đồng thời huyện cũng đang triển khai nhiều dự án đô thị xây dựng lớn, thu hút hàng chục nghìn lao động từ các tỉnh đổ về, kéo theo đó là nhiều phát sinh về môi trường cũng như là an sinh trật tự trên địa bàn. Việc quản lý những lao động tự do, lao động thời vụ, nhất là với những lao động ngoại tỉnh đang là bài toán khó tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Tháng 3 vừa qua, hộ gia đình ông Lơ ở thôn Hòa Bình Hạ, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang đã bị xã xử phạt 1 triệu 500 nghìn đồng vì để xảy ra xô xát giữa người thuê trọ ở tỉnh khác với nhau và không đăng ký tạm trú tạm vắng, mặc dù nhà ông chỉ cho 3 người thuê ở trọ. Vì thẻ căn cước coi như là của các chú là bị mất, chậm thứ nhất là do chủ sai và người ở trọ là sai, nhưng tôi và các người trọ là sai. Thực tế, nếu chủ nhà trọ và người thuê trọ ngoại tỉnh không đăng ký tạm trú tạm vắng sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý người lao động tại địa phương cũng như bất an về trật tự trong nhân dân. Ông Tuyết cũng ở thôn Hòa Bình Hạ, năm ngoái đã bị mất một chiếc xe điện. Đến tháng 3 vừa qua, ông lại bị mất một chiếc xe điện trị giá 7 triệu đồng. Thích camera thì nó thấy nó mặc áo tơi trùm kín mít, bây giờ tầm 11 rưỡi phóng xe xuống đường dưới đường nằm. Những cư dân ở cái nơi khác vào tạm trú mà lao động ở khu vực núc ẩn núc hiện, núc đi núc về địa phương thì bị xáo trộn, rượu chè say và đánh cãi với nhau gây mất trật tự an ninh nông thôn rất nhiều. Cái thứ hai là cái việc trộm cắp, một số như nhà anh Nơ, nhà anh Tình là không khai báo cái tạm trú ở địa phương, nên cái việc sự quản lý con người là nó cực khó. Thế vệ sinh môi trường thì cái rác thải người ta ăn, người ta nấu nướng ngày 3 bữa, cái đấy cũng là một vấn đề. Xã Tân Tiến có dân số hơn 15.000 người. Hiện xã đang triển khai các dự án cụm công nghiệp có diện tích gần 100 ha, đồng thời giáp danh với xã Nghĩa Trụ, Long Hưng, nơi có nhiều dự án đô thị đang triển khai. Con số thực tế mà xã rà soát được, mặc dù mới chỉ hơn 1.000 dân số cơ học. Mà cái dân số cơ học này thì là đối tượng thì chủ yếu là những vùng sâu, vùng xa đưa về lao động ở tại địa phương, thì công tác quản lý của địa phương chắc chắn là sẽ khó khăn, bất đồng về ngôn ngữ, vấn đề học thức, do phong tục tập quán vùng miền. Cán bộ địa phương vào kiểm tra, người ta lại thiếu hợp tác, khai báo gian dối, đặc biệt là còn che giấu. Chỉ nằm cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ vài trăm mét, thế nhưng anh Hải ở thôn 13 vẫn không khỏi lo lắng vì tận mắt chứng kiến việc mua bán tiêm trích ma túy diễn ra công khai. Từ giữa tuổi 3 hết vào đây bán quá nhiều luôn. Mà nghiện thì cơ số, nói chung nghiện càng nhiều thì dân nó sẽ mất cát nhiều. Nghiện thì lang thang đi cua hết xóm nọ trong kia ở kiểu mở cửa cái là nó vào dình, nó lúc trộm cắp xe đạp xe cước, hay là cách đây 3-4 ngày thì xóm tôi nó vào ruộng thì nó chích nó ngồi nó chết. Trong ngày 22 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Văn Giang đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 4 bị can tại xã Nghĩa Trụ. Các đối tượng đều là công nhân làm việc tại công trường xây dựng của các khu đô thị nằm trên địa bàn xã và có hộ khẩu ngoại tỉnh. Được biết, xã Nghĩa Trụ có khoảng 20.000 người là công nhân xây dựng các công trình của các khu đô thị về cư trú tại địa bàn. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Thực tế, việc thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng tại một số địa phương trên địa bàn huyện Văn Giang vẫn còn hạn chế do dân số cơ học tăng đột biến, ý thức của một bộ phận người dân thiếu tự giác, không chấp hành quy định pháp luật về đăng ký tạm trú tạm vắng. Ngoài ra, sự đôn đốc kiểm tra hay thậm chí là xử lý vi phạm của lực lượng công an địa phương vẫn còn chưa thường xuyên và quyết liệt. Điều này gây ra không ít hệ lụy nghiêm trọng cho địa phương và chính những người dân ở nơi đây. Chi
Trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đã xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, nguy hiểm và thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng của người dân, mà đối tượng gây ra ở đây là những người mắc chứng bệnh tâm thần, loạn thần sống ngoài cộng đồng. Việc quản lý chăm sóc hiệu quả những người bệnh này thực tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và cần sự chung tay của cả gia đình và xã hội. Làng quê Yên Bình, thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, hai ngày qua bị xáo trộn bởi sự bàng hoàng, đau xót, xen lẫn hoang mang của người dân về vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 2 tháng 4, khiến đôi vợ chồng già tử vong. Nghi phạm ra tay dã man với chính ông bà ngoại của mình. Và đáng nói, người thanh niên này đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra những thảm án, những sự việc đau lòng từ người mắc bệnh về thần kinh, rối loạn hành vi, tâm lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, như đầu năm 2017, một đối tượng ở xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi mắc bệnh tâm thần đã giết vợ và mẹ vợ, đâm trọng thương bố vợ. Tháng 9 năm 2019, một đối tượng cũng mắc bệnh tâm thần ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đã xuống tay giết chết hàng xóm gần nhà. Nhiều lúc cũng gặp một số các cái trường hợp những người người ta không bình thường, người ta đi đường, người ta nói làm nhảm xong rồi là gạch ngói người ta lém, nó rất là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông hoặc đi đường, các hộ gia đình. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 5.000 người mắc các bệnh về tâm thần có hồ sơ quản lý và điều trị tại cộng đồng, chủ yếu là các loại bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, loạn thần. Đặc biệt, thời gian gần đây xuất hiện các dạng rối loạn tâm thần do rượu, nghiện chơi game, rối loạn lo âu, loạn thần do sử dụng ma túy, chất gây nghiện. Khi mà những bệnh nhân này đã bỏ thuốc ở nhà thì thường là bắt là gia đình có những cái hành động hoang tưởng, thấy cơm có các cái đồ ăn là bỏ độc cho tôi ăn, hoặc là trong thức uống là có thuốc độc hay gì đấy, hoặc là nhìn người ta đi trên đường ấy, họ có các cái hành động đột phát, đuổi đánh rồi cầm que rồi cầm gậy đuổi hoặc là lém. Ví dụ có cái trường hợp họ ở đây thì rất hiền hòa uống thuốc, nhưng mà khi về nào là trèo lên bàn thờ, đập phá đồ trên bàn thờ, rồi cầm cuốc đuổi đánh bố mẹ. Hiện số lượng người bệnh được điều trị tại bệnh viện hay trung tâm điều dưỡng chỉ chiếm khoảng từ 7 đến 10%. Còn lại là trong cộng đồng, vì cơ sở vật chất và năng lực điều trị tại các cơ sở có hạn, và để đáp ứng được toàn bộ các bệnh nhân là điều không tưởng. Vấn đề mà gia đình người ta giấu bệnh này, thứ hai là bản thân bệnh nhân này, người ta không nhận thức được cái hành vi của mình là đúng hay sai. Gia đình nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần hoặc là cơ sở y tế chuyên khoa để được thực hiện đầy đủ các cái chỉ định thăm khám kiểm tra chính xác nhất. Gia đình sẽ bình tĩnh này, nói chuyện với bệnh nhân này, khuyên nhủ an ủi này, để bệnh nhân nhận thức được đấy là cái hành vi của mình. Chúng tôi cũng mong rằng là có một cái hệ thống cộng tác viên là kết hợp với đội ngũ của y bác sĩ. Đây chúng tôi điều trị là đưa về cộng đồng kết hợp với gia đình là chăm sóc, nhưng phải trên cơ sở là phải quản lý theo sổ và có thuốc cấp hàng tháng và có phải có các cái biện pháp để giúp cho bệnh nhân là uống thuốc và phải có cả tâm lý liệu pháp nữa thì mới giúp ổn định. Để người mắc bệnh tâm thần thực sự được điều trị trong điều kiện tốt nhất và đồng thời đảm bảo an toàn cho những người xung quanh thì cùng với sự vào cuộc của ngành y tế thì vẫn rất cần hơn nữa sự quan tâm, chung tay của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và bản thân mỗi gia đình người bệnh trong đồng hành, chăm sóc và quản lý bệnh nhân. Vào khoảng gần 7 giờ sáng nay, tại km 10 trên tuyến sông Luộc chảy qua địa phận thôn Mai Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy làm một khoang tàu bị chìm, rất may không có thiệt hại về người. Tàu mang số hiệu VR-19058-159 đẩy theo 4 khoang tàu chở than, mỗi khoang có chiều dài khoảng 30m, rộng gần 10m, lưu thông trên sông Luộc hướng từ thành phố Hải Phòng về Hà Nội. Khi đến địa phận xã Minh Phượng đã va chạm với tàu chở xi măng mang số hiệu NB-8496 lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn đã làm một khoang của tàu bị chìm. Một khoang gần chìm phải dùng máy bơm để bơm cấp tốc cho nước thoát ra ngoài. Vụ tai nạn không gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác trên sông, mặc dù trên sông Luộc thời điểm trên có nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt để phân luồng, cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông trên sông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.